Đến với lĩnh vực mỹ thuật, tại Lunette Art Gallery 63 Hoàng Diệu, Hà Nội hiện đang diễn ra triển lãm tranh sơn mài Amber với hơn 30 tác phẩm của ba họa sĩ tài năng Claudie Vân, Đinh Ngọc Cảnh và nghệ sĩ đến từ nước Đức Ecke Hart Antenberg. Amber trong tiếng Anh là màu hổ phách, đồng thời nó cũng là tên gọi một loại nhựa cây lâu năm, hóa thạch có màu nâu vàng, ánh cam và còn được sử dụng như một loại đá quý. Trong mỹ thuật phương Tây, Amber được coi là chất liệu và màu sắc quý. Trong sơn mài Việt Nam, chất liệu sơn ta nguyên chất cũng có sắc độ này và sự óng ả của nó đẹp không khác gì chất liệu Amber, mặc dù nó bị gọi bằng cái tên dân dã là màu cánh gián. Việc sử dụng sơn ta kết hợp trên các bề mặt sơn then của vóc sơn mài hay trên lớp lót vàng, lót bạc cho ra những hiệu ứng màu sắc khác nhau nhưng đều chung một sự trong trẻo, óng ả của chất sơn quý này. Đó cũng chính là khởi nguồn cho cuộc gặp gỡ giữa ba họa sĩ trong triển lãm Amber. Năm ngoái thì mình có một cái solo về sơn mài rồi, và năm ngoái thì mình rất là hứng khởi với việc gắn vỏ trứng, và vì là mình vẫn cảm thấy là con đường mình đi với sơn mài ngày càng gắn kết và càng yêu quý mến hơn, và mình cảm thấy là mình sẽ khám phá và phát hiện ra sơn mài ở nhiều cái góc độ. Ví dụ như là năm nay cái màu cánh gián nó lại là một cái sự hứng khởi và cho mình trong cái việc sáng tác. Trong sơn mài thì việc thể hiện các cái màu xanh lục thì rất là khó, nhưng mà lần này thì mình đã khám phá ra một cách là mình dùng cái sơn ta dùng với cả một màu xanh lục và mình toát lên trên những cái bức tranh có màu cam xanh lục là chủ đạo, thì nó đã tạo ra được những cái hiệu ứng mà mình không cần phải dán vàng nữa. Nếu như họa sĩ Đặng Ngọc Cảnh sinh ra và lớn lên cùng với làng nghề truyền thống sơn mài, thành thạo kỹ thuật, họa sĩ Claudie Vân thì say sưa nghiên cứu chất liệu này ở nhiều góc độ khác nhau từ vài năm trở lại đây và khởi xướng tôn vinh màu sơn cánh gián, thì Ecke Hart Antenberg xuất phát điểm là một nghệ sĩ đương đại sáng tạo đa chất liệu, vì tò mò ám ảnh với sơn ta mà đã dày công đến Việt Nam để học hỏi. Ba tư duy, ba tính cách khác nhau trong sáng tác, nhưng đều chung nhau sự đam mê với chất liệu sơn ta để thể hiện dòng chảy suy nghĩ trong các tác phẩm nghệ thuật của mình. Những tác phẩm sơn mài trong triển lãm này của tôi là kết quả của một quá trình vừa học vừa thực hiện trong suốt thời gian qua. Tôi thử nghiệm áp dụng thế mạnh của mình là đồ họa vào tạo hình tác phẩm. Ngoài ra tôi rất tâm đắc với kỹ thuật mài. Từng động tác không chỉ tạo nên hình hài cho tác phẩm, mà chính bản thân tôi cũng cảm nhận được năng lượng từ nó truyền lại, thật bí ẩn và thú vị. Anh ấy đã sử dụng đến cả AI trong cái việc tạo hình, là chúng ta đã tiếp cận với một cái vấn đề mới của cái mỹ thuật truyền thống, đấy là cái sự hiện đại hóa và cái sự phát triển của công nghệ và gắn liền làm sao để kết nối được với cả truyền thống. Nhưng vì trong cái tạo hình đấy, nhưng mà Ecke vẫn phải sử dụng đến cái sơn ta để dùng các cái chất liệu dân gian và chất liệu truyền thống để làm sự kết nối giữa cái hiện tại và cái tương lai. Từ trước đến nay, sáng tạo sơn mài luôn được coi là một lao động nghệ thuật đầy vất vả, cô đơn đến khắc nghiệt. Thế nhưng quá trình ba họa sĩ thực hiện các tác phẩm để rồi trưng bày chung trong một triển lãm chung, cho thấy họ đã vượt qua những ranh giới về quốc tịch, ngôn ngữ, khoảng cách địa lý xa xôi, mức độ am hiểu về sơn mài cũng khác nhau để cùng tìm tòi, nâng đỡ cho nhau. Và cuối cùng, họ đã có riêng cho mình những tác phẩm tâm đắc mang bản sắc riêng. Triển lãm Amber sẽ diễn ra từ nay đến 13 tháng 6 tại Lunette Art 63 Hoàng Diệu, Hà Nội.